Chúng ta tiếp tục lập sách bài tập trắc nghiệm của Mai Lan Hương và Mai Thanh Loan, Nguyễn Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Ok, sách màu vàng, Unit 3, Test 1, tiếp tục với bài 4 La Mã, trang 31. Bài 4 La Mã, trang 31, liên quan phần trắc nghiệm, tập vựng. Bây giờ chú ý câu này là câu điều ước. Câu điều ước thì chúng ta có 3 loại câu điều ước: điều ước ở hiện tại, điều ước ở tương lai và điều ước ở quá khứ. Thì trong chương trình lớp 9 chúng ta học điều ước ở hiện tại và tương lai. Bây giờ tôi ước, bây giờ mặt trời đang chiếu nắng thì là điều ước ở hiện tại. Thì chúng ta phải xài quá khứ giả định trong trường hợp này. Nếu có to be, xài were cho tất cả các ngôi đây. Chúng ta chọn câu C. Câu số 22 vẫn là câu điều ước và đây là chúng ta xài would nhá. I wish Ann would sing a couple of songs. Tôi ước rằng Ann có thể hát vài bài hát. Ok. Câu điều ước vào tương lai đó thì will chuyển thành good đúng không? Câu 23 đây là câu điều kiện hả? Không, không liên quan. Chúng ta chú ý cái từ night. Ban đêm thì chúng ta xài dưới từ at night, nó rất là dễ rồi. Câu 24 này, người đàn ông đầu tiên mà đi bộ lên mặt trăng là vào ngày 21 tháng 7 năm 1969. Thì ở đây chúng ta có ngày tháng, chúng ta xài dưới từ on. Sang câu 25, ở người Anh á, ở Anh á, mọi người thường gửi cho nhau những cái thiệp mời vào dịp Giáng sinh. Giáng sinh chúng ta at Christmas. Rồi câu 26, her handling tức là ở đây chúng ta đang cần một cái gì, một cái danh từ đằng sau từ which này, cần một danh từ, cho nên chúng ta xài cái từ này, cứ có sần là phải danh từ rồi. Sần là danh từ, cái đuôi sần này là danh từ này. Rồi tiếp theo đây là sự khâm phục. Câu 27 này, chúng ta đang cần một động từ cột 3, đây có to be này, đây là trạng từ này, chúng ta cần một động từ cột 3 đây, collecting. Câu tiếp theo này, master on the master nhé. Câu 29 này, ẩn này, ở đây cũng có một danh từ ở đây, đó là change, sự trao đổi. Tiếp theo câu 30, Easter là lễ gì? Lễ phục sinh. Lễ phục sinh là một trong những thời gian tuyệt vời nhất của cho tụ tập, tụ họp gia đình, và ở đây là gathering. Gathering là tụ họp. Chúng tôi đi đâu? Vòng quanh nước Mỹ. Vòng quanh nước Mỹ, go hiking. Ok, go hiking, cái bộ đường dài đấy. Đằng sau go nó phải là động từ thêm in các bạn. Đằng sau go là động từ thêm in. Câu 32, những kỹ sư vẫn cố gắng. Ở đây cố gắng làm gì đó. Các bạn chú ý cái từ try. Try nó có hai cách sử dụng, đằng sau try sẽ là một true infinity. Đã, cố gắng hết sức làm gì đó. Còn try verb in là thử cái gì đó. Trong trường hợp này chúng ta phải try to locate the floor. Câu 33, the field là cánh đồng, những cánh đồng đang được làm gì, đang được cày cho vụ mùa lúa mì vào mùa đông. Ở đây á, chúng ta đang cần một cái động từ cột 3, bởi vì đây là câu bị động của thì quá khứ tiếp diễn này. Động từ cột were being, động từ cột 3 này, cho nên chúng ta xài câu B nha. Câu 34, giải thưởng đầu tiên đó là ba ngày thư giãn. Giải nhất là 3 ngày thư giãn ở spa chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Ở đây chúng ta đang cần một danh từ ở đây, bởi vì nó sau dưới từ ớt này nó phải một danh từ, và relaxation là danh từ của chúng ta, sự thư giãn. Ok. Câu 35 này, shall we, chúng ta sẽ để lại, cái từ ly chúng ta có thể dịch là để lại hoặc là rời đi. Chúng ta có thể để lại một cái tip là cái tiền bo đó cho waiter, là bồi bàn, cho bồi bàn hay không, và để lại là leave. Rồi chúng ta dừng tại đây.